Tết năm nay có lẽ sẽ là một cái Tết rất khác với anh Quang, một người con của mảnh đất Hà Tĩnh nhưng vào lập nghiệp tại tỉnh Đồng Nai. Gần 7 năm xa quê, thì đó cũng là từng ấy mùa xuân anh chưa được trở về sum vầy với gia đình. Thế nhưng, năm nay ước mong có được một cái Tết đoàn viên của anh đã được thực hiện khi anh trở thành một thành viên trên những chuyến tàu nghĩa tình cùng hơn 1.000 anh chị em công nhân. Bây giờ cái phương tiện thì nó cũng hơi đắt mà cũng khó, thì cũng nói chung là về thì cũng hơi chật vật. Được sự quan tâm của Liên đoàn Lao động các cấp thì tạo điều kiện cho anh em ở xa về ăn Tết cũng là rất vui. Bởi vì thực tình mà nói cũng lâu năm rồi, bây giờ mới được về cũng rất vui. Mình khởi hành lúc 11:15 thì cũng khoảng tầm cũng tối mai khoảng 6 giờ ở nhà. Có hồi hộp, rất là mong muốn nhanh được gặp gia đình. Trong mùa xuân này, 1.200 tấm vé nghĩa tình đã được Tổng Liên đoàn Lao động, Công ty Mobifone và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trao tặng đến những người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp ở Bình Dương và Đồng Nai. Đây đều là những công nhân tiêu biểu, có kết quả lao động tốt, có đóng góp vào hoạt động của doanh nghiệp và công đoàn. Đặc biệt, họ đều là những người con đã xa xứ nhiều năm, chưa được về ăn Tết đoàn viên cùng gia đình. Bên cạnh những cái phương tiện giao thông truyền thống như là tàu hỏa rồi ô tô, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ tìm kiếm để thiết lập cái quan hệ với một số cái hãng hàng không, đặc biệt là hàng không giá rẻ, để có thể có những cái chương trình vé máy bay giá rẻ dành cho người lao động. Thứ hai nữa là chúng tôi phải quan tâm lựa chọn các cái đối tượng và phải rất lưu ý những cái đối tượng mà cả một cái gia đình cùng muốn về, trong khi điều kiện lâu nay mình vẫn có thói quen là chỉ tặng một vé cho cả một gia đình. Thì tất cả những yếu tố như vậy sẽ phải làm kỹ càng tốt hơn để một mặt là huy động được nguồn lực xã hội, nhưng một mặt là giúp đỡ và hỗ trợ được nhiều nhất người lao động. Những chuyến tàu đã rời ga Sài Gòn mang theo niềm hạnh phúc khi ước mơ sum vầy với gia đình của nhiều lao động đã trở thành hiện thực. Và chỉ trong nay mai, những người con xa quê sẽ về đến ga Vinh, ga Thanh Hóa và ga Hà Nội để đón một mùa xuân trọn vẹn và ấm áp hơn những mùa xuân trước.